Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các thao tác xử lý cuối năm đối với một công ty thuộc về lĩnh vực thương mại dịch vụ. Thì nó sẽ bao gồm các bước kết chuyển trước khi in báo cáo tài chính và các bước xử lý để mình, mình in sổ sách báo cáo. Thì thường thì các chứng từ mình đã nhập liệu xong, thu chi, nhập xuất, hoặc là liên quan đến ngân hàng mình đã nhập hết xong rồi cũng như đối chiếu với khớp số liệu bằng kê rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành các bước để lên được bộ báo cáo tài chính thì đầu tiên đối với doanh nghiệp nào cũng vậy việc đầu tiên bắt buộc mình sẽ làm là trích khấu hao tài sản cố định mình sẽ vào phân hệ B tài sản cố định chọn số 2 xử lý khấu hao nếu mà trong các tháng mình chưa xử lý mình có thể xử lý liên tục từ tháng 1 đến tháng 12 rồi, xong mình nhấn hoạch toán vào mình có thể đặt chọn tháng mình có thể đặt chuột để chọn phím hoạch toán xong mình nhấn enter và chuột liên tục thì phần mềm sẽ tích cho mình chi phí 12 tháng luôn mình chú ý nhiều lúc là mình sẽ đặt đến tháng 11 mà mình dừng lại nhá thì dẫn đến sót chi phí tháng 12 nên mình chú ý là mình có thể hoạch toán tháng 12 mình hoạch toán dư thêm một lần nữa cũng không ảnh hưởng nha phần mềm sẽ tự động xóa cái cũ đi sau này có thay đổi mình chạy lại phần mềm sẽ tự động trích lại cho mình sau khi mình xử lý xong thì phần mềm sẽ vào bảng khấu hao sau khi xử lý để mình kiểm tra lại cái phần khấu hao chi tiết của từng tháng là bao nhiêu. Sau khi mình xác định được cái phần khấu hao này mình kiểm tra ok rồi mình có vào mục 4 này để đưa chi phí này vào sổ sách kế toán là mục 04. Là mình nhấn hạch toán. nếu mà từng tháng mình hoạch toán rồi thì thôi nha tương tự chi phí chờ phân bổ cũng vậy mình cũng vào mục 2 xử lý chi phí chờ phân bổ và mục 4 hoạch toán chi phí đó hai thao tác này mình thể không được sót nha sót thì dẫn đến phần chi phí của mình đang bị treo chưa có trích chi phí rồi tiếp sau phần liên quan đến tài sản cố định chi phí chờ phân bổ là mình sẽ qua bước thứ hai là bước trích khấu ha à, bước xử lý đơn giá xuất kho thì để xử lý đơn giá xuất kho này thường thì sẽ áp dụng theo phương pháp nếu mà mình đang sử dụng phương pháp là bình quân gia quyền. Thì thường thì khi mình làm hóa đơn Manda, phần mềm đã tính cái đơn giá vốn tạm thời tại thời điểm mình xuất bán hàng theo đơn giá tồn đến thời điểm đó. Còn trong trường hợp mà mình cần chạy lại đơn giá của cuối kỳ thì chạy lại đơn giá bình quân thì mình sẽ vào mục này mình chọn. Đối với phương pháp mà theo phương pháp nhập trước xuất trước hoặc thực tế đích tranh thì phần mềm đã chạy giá vốn do xuất kho ngay khi mình nhập rồi chỉ có một trong trường một trường hợp là trong trường hợp mà ví dụ như mình có cái phân bổ chi phí cho cái lô hàng đã nhập trước á, thì mình mới chạy lại đơn giá xuất kho của cái phương pháp là nhập trước xuất trước thực tế đích tranh thôi rồi đầu tiên mình sẽ vào mục e xử lý cuối tháng chọn tab thứ ba xử lý đơn giá xuất kho mình sẽ xác định phương pháp công ty mình làm bình quân theo kho không theo dõi bình quân theo tháng không theo dõi hàng hóa theo kho thì mình vào mục số 1. Nếu mà mình có chuyển kho, có sự xử lý chuyển tài khoản từ 152 qua 156 chẳng hạn thì mình tích vào xử lý chuyển kho để phần mềm lấy cái đơn giá của phần chuyển tài khoản cho mình luôn. Sau đó mình nhấn xử lý. Đối với công ty làm theo nhiều kho thì mình chọn vào mục số 2, bình quân theo tháng, theo dõi hàng hóa theo nhiều kho để xử lý. Ngoài ra đối với bình quân gia quyền, mình có thể sử dụng bình quân theo ngày hoặc là bình quân theo mỗi lần xuất thì mình chọn phương pháp và mình sẽ vào bấm xử lý thôi. Đối với trường hợp mà có phân bổ thêm chi phí cho các lô hàng đã nhập đối với phương pháp nhập trước xuất trước hoặc thực tế tích tranh thì mình sẽ vào mục 6 để chạy xử lý lại. Là như vậy là mình tiến hành tính cái đơn giá xuất kho thì cái này sẽ hình thành nên cái giá vốn chính của loại hình của doanh nghiệp của mình. Sau khi tính đơn giá xuất kho thì bước theo mình sẽ vào là kết chuyển số dư tài khoản tự động và xác định tài khoản 4212 trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì mình sẽ vào phân hệ E xử lý cuối tháng chọn phân hệ kết chuyển số dư tài khoản tự động nếu thế mình kết chuyển theo tháng thì mình chọn vào tùy chọn này có kết chuyển thuế giá trị gia tăng còn không thì mình sẽ bỏ qua các phần này nếu mà mình có loại hình dịch vụ mình treo chi phí vào tài khoản 154 thì mình có thể kích kết chuyển vào đối với loại hình thương mại của mình nếu phát sinh một số các chi phí dịch vụ nhỏ còn không thì mình bỏ qua luôn là mình tích vào Rồi, mình sẽ tục cho phần mềm chạy. Rồi, sau phần kết chuyển lãi lỗ qua 4212 thì mình sẽ kết chuyển thuế giá trị gia tăng. Rồi, cái bước tiền kết chuyển thuế này mình có thể làm sau cái bước kết chuyển sau cái phần mà mình xác định thuế thu nhập doanh nghiệp cũng được. là ví dụ kết chuyển số dư tài khoản tự động. Rồi. Quy 4 chẳng hạn. Rồi, sau khi mình làm xong cái thao tác này thì mình sẽ in cái bài bộ báo cáo tài chính kết quả kinh doanh ra. Từ kết quả kinh doanh này, phần mềm sẽ thể hiện cái số lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Mình sẽ lấy cái số lợi nhuận này nhân với mức số thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng. Rồi, thì mình xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng là 49 triệu đây. Thì mình sẽ vào màn hình mình nhập phát sinh. Phiếu kế toán là mình dùng phiếu kế toán để nhập chứng từ. Ngày 31 tháng 12 năm 2. Mốt thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng. Rồi. 8211 có 3334. Cái số này thì mình sẽ xác định sau khi mình loại trừ các khoản chi phí được uh, không được loại trừ hoặc là mình xác định số thuế thực tế mình phải kê khai lên thuế thu nhập doanh nghiệp thì làm bút toán này nha là nhà 12 lưu lại. Sau này thì nó sẽ phát sinh cái chi phí 821 nên cái thao tác xử lý cuối tháng của mình. Kết chuyển số dư tài khoản tự động. Mình sẽ chọn kết chuyển lại chi phí của tháng 12 để phần mềm xác định lợi nhuận sau thuế 4212 sau thuế. Và đồng thời đó mình có thể kết chuyển lại thuế của quý 4 cũng được thì phần mềm cũng đã kết chuyển ở bước trước rồi. Rồi, sau đó mình làm được hai bước này, rồi kết chuyển lại số dư tự động tháng 12. Như vậy là mình đã hoàn thành cái việc mà kết chuyển để lên sổ sách báo cáo. Bây giờ mình in các báo cáo liên quan gồm kết quả kinh doanh hay là các báo cáo cân đối phát sinh, cân đối kế toán thì mình đã tiến hành có dữ liệu trên phần mềm và xác định được cái lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi mà mình kiểm tra các báo cáo in các phân hệ thấy dữ liệu ok rồi, mình tiến hành làm các thao tác để in sổ. Thao tác in sổ thì các bước trước khi mình in sổ sách thì bước đầu tiên sẽ là xử lý giá vốn và lãi gộp, hỗ trợ in phân tích bán hàng. Có nghĩa là cái lãi gộp này sẽ biết được lời lỗ của các mặt hàng theo hóa đơn, theo khách hàng hoặc là theo từng ngày hoặc là theo nhóm khách hàng. Thì mình sẽ vào bước nào để xử lý cái này? Mình sẽ vào mục C công cụ tiện ích. Chọn phần 3 xử lý giá vốn và lãi gộp. Nếu mình làm theo giá vốn theo mã hàng hóa, thông thường mình chọn giá vốn mã hàng hóa và số hóa đơn. Nếu mình làm theo nhập trước xuất trước, thực tế đích tranh mình chọn giá vốn theo mã hàng hóa và lô xuất. Chứng từ thì thường mặc định của phần mềm HDBR và phiếu xuất kho. Xong mình nhấn xử lý. Rồi, cái này sẽ hỗ trợ cho mình các cái sổ phân tích này này. giờ giờ mình in ra phần lãi gộp theo mặt hàng á, thì khi mà mình xử lý trong đó rồi thì vào trong này mình phần mềm sẽ hỗ trợ cho mình lãi lỗ. Đó, những lời lỗ bao nhiêu để mình đối chiếu lại, mình kiểm tra cân đối lại cho nó phù hợp mặt hàng nào bị lỗ rồi nên là tất cả những cái phân tích theo hóa đơn theo ngày mình làm thao tác đó sẽ hỗ trợ mình in sổ này rồi sau khi mình in sổ phân tích rồi giờ mình muốn in sổ các cái chứng từ khác thì mình phải sắp xếp sổ chứng từ gốc bởi vì ngày tháng trong sổ chứng từ gốc đang bị lộn xộn thì cái thao tác này sẽ hỗ trợ cho mình sắp xếp lại mình sẽ vào mục C công cụ tiện ích mày hai sắp xếp sổ chứng từ gốc thì cái này trong trường hợp là cái dữ liệu ngày tháng mình lập lộn trộn thì cái thao tác này nó sẽ sắp xếp thứ tự là từ tháng ngày mùng 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 12 theo thứ tự tăng dần. Rồi, khi mà sắp xếp ngày rồi thì cái số chứng từ, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất nó có thay đổi do cái thời gian nhập của mình nó khác nhau. Rồi thì mình sẽ vào phần này E xử lý cuối tháng, chọn phần in chứng từ, chọn mục 02 đánh số chứng từ tự động tháng 1 đến tháng 12 chọn phiếu chi chẳng hạn. Khi đánh số chứng từ tự động thì mình nên chọn đánh theo số hóa đơn hoặc là số chứng từ. Điều kiện nào dễ khác nhau nhất thì mình sẽ chọn. Riêng mục 3 đánh số theo ngày chứng từ mình không chọn bởi vì mỗi ngày phần mềm quy về một số. Đối với phiên bản mới thì mình có hỗ trợ đánh theo ID chứng từ nữa. Về tùy chọn đánh lại chứng từ mình có thể đánh theo tháng hoặc theo năm và chọn theo cái mã tiền tố hậu tố thì mình có thể đánh theo cái mã, xẹt ví dụ xẹt 20, xẹt quyển số bao nhiêu thì mình có thể chọn. Thường mình sẽ chọn mặc định nhất là số theo tháng nhấn ok. Nhét. Yes. Ngoài ra thì mình có thể kết hợp thêm các thao tác kiểm tra lỗi trước khi mình làm những cái thao tác vừa rồi, có phần kiểm tra kế toán, kiểm tra xử lý lỗi trong dữ liệu cũng giống như là kiểm tra thuế đầu vào đầu ra. Thì đó là những cái quy trình mà cuối tháng mình cần lưu ý đối với một cái công ty thương mại dịch vụ. Để xem dõi các cái video hướng dẫn khác thì mình vui lòng truy cập trang phần mềm năng động.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.